Hiệp một nhất đẳng 1 phút 30 giây của Ngọc Thơ xin phép được bắt đầu. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Anh suy nghĩ kỹ rồi. Anh có đồng ý lấy không? Anh lấy chứ. Anh yêu, anh thích nên anh mới lấy. Vậy anh ký vô đây đi. À, mà trước khi ký á thì để em đọc lại lần cuối nha, mai mốt anh không có hối hận. Tôi đại diện bên A, sau đây tôi xin trao toàn quyền quyết định cho anh bên B. Anh có thể là để anh ký. Rồi, đồ anh đâu? Nè anh. Sao con trái vậy? Con trái đó, con trái. Con trái làm gì ăn? Anh mắc cười quá, giờ tôi bán cho anh rồi, anh muốn làm gì anh làm. Nè, có trái á, thì giờ anh cắt đôi ra đi. Xong bên em ăn, anh làm gì nó tùy anh, còn bên em nhắc nước. Trời ơi. Lấy khác cho tôi đi. Còn nó đâu lấy? Gì vậy? Con trái được chơi, còn đâu lấy? Trời đất ơi, tôi thèm cam, tôi đi hết cái chợ này không có cam. Tôi thấy ở đây có cam, tôi vô, tôi mua. Bây giờ nó không có, không có, không có sao? Anh sống vội vã quá à. Nay không có thì còn mai. Vậy là mai có hả? Không. Vậy sao mai không có nữa? Hết mùa. Trời đất ơi. Con người sao á, sống với nhau mà họ vừa vội vã mà còn họ hung dữ với nhau nữa. Bực bội quá dọn hàng. Cảm ơn Ngọc Thơ. Em tên gì em đây? Dạ tên Hoàng Phạm. Hoàng Phạm, cảm ơn. Dạ. Hoàng Phạm rất nhiều. Hồi đầu tưởng hai đứa lấy nhau nhưng mà chị nghĩ là nên cái gì đó nó hơi giá trị một chút chứ đừng là trẻ cam. Nhưng chị rất thích em diễn rất điềm đạm, không có vội, em chỉ có 1 phút 30 giây nhưng mà rất là chắc. Cái nhịp lên chị đã thấy nó rõ rồi. Cái này em để bù khuyết cho cái bạn hồi nãy á, cũng là một bạn nữ diễn với một bạn nam to lớn. Tôi chỉ cần bạn đó lắng lại một tí thôi. Em rất có tố chất làm diễn viên, em làm nghề gì đó? Dạ hiện em đang là sinh viên ạ, ngành quan hệ công chúng ạ. Nhưng mà em có tố chất lắm á, đầm tánh em. Dạ, là em thuộc cảm ơn ạ. Dạ đầm. Dạ. Tánh cái nết diễn em đầm tánh, còn ngoài có đầm hay không thì chị không biết, nhưng mà chị chỉ ước ao cái đó là một cái gì nó hơi có giá trị một tí thì người ta coi, người ta sẽ chờ em. Do bản thân chị thích em cái lối diễn thôi. Chị cho em một cơ hội để em bước vào, cho chị một cái kịch bản nào hay nhất trong những cái em chuẩn bị đem tới đây. Dạ. Dạ mời em. Dạ, dạ em cảm ơn. Dạ xin mời anh Trung Dân ạ. Tại sao chúng ta không lấy một cái trái khác giống như Phương nói, trái tim? Cái tim đi, cái tim thật đẹp. Cái tim mà người ta làm bằng những cái loại cái thủy tinh đó, nó giá trị. Nó giá trị về cái mặt cái hình thức, bẻ ra. Về hoặc cái mặt tinh kết, thần luôn. Hoặc là kết bằng giấy á, cái mà người ta làm bằng tay á, handmade á. Còn cái trái cam thì nó hơi quá, nó ở nằm ở phần kịch bản. Nhưng mà chị vẫn thích cái phần diễn của em. Chị Hằng chị tinh tế trong diễn lắm, là nếu mà chị cho em vô vào cái phần diễn thì em cứu vớt. Còn cái phần kịch bản là anh Trung Dân anh không có chịu. Dạ. Dạ. Em có sự điềm đạm và em có như là có lắng động. Nhưng mà cái kịch bản thì nó chưa có được gọi là nó khai thác, nó sâu sắc nhiều hơn nữa. Tại vì khi mở màn ra là hai em đã lừa được khán giả rồi. Cuối cùng cái tờ giấy này là một món đồ chơi. Thì nó có sự cái kết hợp với nhau thì nó sẽ giá trị. Nếu mà cái món đồ chơi đó giống như là chị Hương và chú Trung Dân nói vậy đó. Dạ cảm ơn chị Hằng. Và bây giờ là thời gian của chị Thanh Hằng cũng như là anh Trung Dân. 3, 2, 1 bắt đầu. Chúc mừng em. Như vậy là em đã bước tiếp cho vòng 2. Không biết là em có muốn bước tiếp hay không? Dạ em xin phép được bước tiếp rồi. Dạ xin mời em cùng đến với quyền Movie Kip ở hiệp 2. Đạo cụ phục trang đặc biệt sử dụng bạn diễn thêm lượt thêm thời gian. Em sẽ mất 500 ngàn khi mua một lượt. Dạ em xin được phép sử dụng quyền mua đạo cụ trang phục đặc biệt và sử dụng bạn diễn rồi. Quyền đạo cụ phục trang đặc biệt. Môn sinh sẽ được sử dụng các loại đạo cụ khác nhau và trang phục khác nhau mà không giới hạn số lượng. Môn sinh được sử dụng quyền này xuyên suốt các hiệp thi ngay sau thời điểm mua. Quyền sử dụng bạn diễn, môn sinh được mời thêm một hoặc nhiều diễn viên phụ diễn trong tiểu phẩm dự thi của mình. Môn sinh được sử dụng quyền này xuyên suốt các hiệp thi ngay sau thời điểm mua. Và bây giờ tổng số tiền của em còn lại là 1 triệu đồng. Và bây giờ là thời gian chuẩn bị đồng phục trang để em bước đến hiệp 2. Hiệp
Hiện tại Ngọc Thơ đang có 1 triệu đồng. Nếu như bạn chiến thắng hiệp này, bạn được cộng thêm 5 triệu đồng và tổng số tiền cộng dồn của bạn là 6 triệu đồng. Và hiệp 2 nhị đẳng của Ngọc Thơ xin phép được bắt đầu. Cố lên. Tôi bán cam nhưng tôi không tham lam. Anh không bán cam cớ sao anh hay cam ràng. Anh bán chi mà sao chi ly thấy ghê. Tôi xin thề không bán cam cho anh đâu. Tôi nói nghe nè nhật ký bán cam. Ngày nghe hoàng đường nhưng mà có thịt đó nha. Ngày hôm trước có người đến mua cam. Mua về dắt nước xong đem ra trả lại. Trời đất ơi nói là cam chua quá đi. Ủa là sao tôi đây đâu có bán đường. Nè 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 nè. Trời ơi mua 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 thôi. Cái gì lúc mà lựa nát hết cam ta rồi. Trời đất ơi sáng sớm mà bực bội dễ sợ luôn á. Chị ơi, chị ơi, chị ơi à? Cam nhiêu ký vậy chị? Cam 30.000 ký. Cam ngọt không chị? Cam ngọt lắm, ngọt như đường cát mát, như đường phèn luôn. Thôi, 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 thôi. Ngọt vậy tiểu đường em á. Chị, à, mà có cam chua không chị? Có luôn, kế bên luôn. Cam chưa chín bao chua luôn. Em nói thiệt với chị là nó chua một cái kiểu mà nó rất là chua mà nó chua một cái cách rất là chua chua mà chua như là cái trái chua như chanh vậy đó. Thôi không được đâu, chua vậy đâu có thử em. Trời đất ơi, ngọt cũng ưng, chua cũng chịu rồi sao chịu. Có quýt không chị? Quýt đi qua bên kia. Lẹ, tôi bán kem á ơi, cái gì vậy trời. Bán hàng mà dữ quá. Thôi gặp mấy người vậy tôi thì mình tôi chết liền luôn á. Xẻo xẻo luôn. Tôi bán cam sao tôi gặp mấy người xàm. Mua thì không mua mà lo làm chuyện tạp nham. Tôi bán cam mà sao cam chịu quá đi. Làm lũ suốt ngày mà toàn gặp âm binh. Con xin hết rồi. Cảm ơn bé, nó dễ thương của em. Dạ. Ngồi y đó luôn, đang đờn thì cô bé cô vô hỏi cam. Cam ngọt, tôi chỉ cam ngọt. Đạn rét. Dạ có cam chị, 30.000 một ký. Tưng 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 là. Không tôi dùng cam chua ép kéo xuống. Dạ có cam chua chị, cam chua 20.000. Dạ nó chua như chanh gì vậy đó. Dạ. Bà đó mua ép kéo lên lại. Chị sẽ chuyển mua. Dạ. Dạ. Người ta chửi em, ta kiếm đi. Bán đâu bán, nó đờn. Nó cam thì cam chua lè sao người ta ăn. Nói trời ơi chị, không mấy chung được, chị lấy trái cam chua với trái cam ngọt dắt vô chung cái nó vừa sẽ dẫn được cái tâm lý của cái người xem là nó vô. Dạ. Dạ. Có đúng không? Dạ. Có nghĩa là cái cô này cô bán cam trên cái cây đàn này và làm trong cái điểm đặc biệt của em không có giữ, em không có nói gì trơn á. Dạ. Ha, lại là phần kịch bản của em nhưng em có tài vật chị cho em vô. Dạ, cảm ơn Việt Hương. Nhưng mà em bị kịch bản hoài là không được. Do bản thân chị thích thôi. Có dạ. Thể mọi người sẽ nói là chị Việt Hương du di cho em. Tại vì em có nhiều cái tài vật, có cái tiếng nói sân khấu tốt, diễn cách điềm đạm chị cho vô. Nhưng nó hoàn toàn chưa đem lại tiêu chí chú Lâm. Vẫn là phải đại tỷ với lại su huynh của chị quyết định. Dạ, dạ. Em ơi, cảm ơn. Tất cả Việt Hương đã nói hết rồi. Và chuyển theo cái hướng kịch bản đó thì tôi thấy nó thú vị hơn. Bạn có năng khiếu biểu diễn và biết đánh đàn, đó là cái thuận lợi của bạn. Nhưng đó không phải là cái để mà bạn đi tiếp vào vòng trong một cách thuận lợi. Nếu bạn chọn một cái kịch bản mà nó không ưng với lại cái tiêu chí của chương trình. Việt Hương đã cho vào rồi hả? Dạ, dạ. Anh có quyền cho màu đỏ để cho quyết đèn. Định bên chị Hằng. À, tôi nhìn thấy Việt Hương đèn đã xanh rồi. Tôi không biết chị Hằng như thế nào. Anh cho trước đi, chị Hằng sẽ gánh nặng trên vai. Đúng, dạ. Gánh nặng trên vai. Tôi thì rất rõ ràng, tôi không thích. Dạ. Thì bây giờ gánh nặng lại đè lên đôi vai của cao thủ thấp năng. Chị có muốn thu nạp bạn hay không? Chị thấy rằng em có một cái sự cố gắng để tạo cho mình có một cái nét riêng. Nhưng mà cái sự cặn kẽ và chi tiết á, là coi như em cũng chưa có kinh nghiệm gì mấy. Chị nghĩ rằng là cho em được một cơ hội để em bước vào để em có cái phần ba của em như thế nào. Như vậy là em đã có hai quyền thu nạp, đồng nghĩa việc em sẽ bước đến hiệp 3. Không biết là em muốn bước tiếp hay không? Dạ, con rất là cảm ơn cái lời góp ý của ban giám khảo. Đúng thì sự là cái phần kịch bản của con nó không có chiều sâu.
cái kịch bản tiếp theo thì nó cũng cái màu như vậy hết. Nên là con nghĩ là mình sẽ về nhà mình học lại, mình viết kịch bản chỉnh chu hơn, rồi mình sẽ bước tiếp vào mùa sau rồi. Nên con xin phép dừng ở đây ạ. Cảm ơn khán giả. Có thể là con diễn không có giỏi, nhưng mà con đậm đà. Đặc biệt con gái ngồi đánh guitar nhẹ nhẹ, bận cao sa mi trắng đó là chích chứ không gì. Có cá tính nhờ. Dạ. Cái chương trình này xong dạ, lại có suy nghĩ rất chín chắn. Nếu mà có mùa tiếp theo nhớ lên thi nữa nghe, cô rất quý con. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn Hồng Thao rất là nhiều. Trời ơi, con học cái ngành đó thì con ra trường con sẽ làm việc ở đâu? Dạ con sẽ làm việc ở những công ty truyền thông ạ. Những cái ngành liên quan tới PR, quảng cáo hoặc là sự kiện đó. Tổ chức sản xuất á, nó nằm ở các khía cạnh khác. Giỏi nha, dạ gắn lên con. Dạ, cảm ơn Ngọc Thơ rất nhiều. Và hiện tại số tiền của bạn là 3 triệu đồng. Xin chúc mừng Ngọc Thơ.